Ngày 4 tháng 10, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao, Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thi tìm hiểu di sản văn hóa huyện Khánh Sơn năm 2018. Đến dự có bà Bà Bồ Thị Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa, cùng các đồng chí là lãnh đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện và sự góp mặt của 4 đội thi đến từ trường trung học cơ sở Tô Hạ, trung học cơ sở Sơn Bình, trung học cơ sở Sơn Lâm, tiểu học và trung học cơ sở Thành Sơn. Các đội thi trải qua 4 vòng thi, chào hỏi phần thi kiến thức di sản văn hóa, phần thi nhận biết di sản văn hóa qua hình ảnh, phần thi tài năng biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Các phần thi diễn ra sôi nổi gay cấn, các đội thi thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về kiến thức luận di sản, các di tích danh lam thắng cảnh của Việt Nam và thế giới. Phần thi biểu diễn nghệ thuật truyền thống đã góp phần bảo tồn và gìn giữ nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Rắc La trên bàn huyện Khánh Sơn. Đây là nét mới trong hội thi tìm hiểu di sản văn hóa huyện Khánh Sơn năm nay. Các đội đã đưa đến hội thi những tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc và các đội có sự đầu tư chú đáo về đạo cụ, trang phục và hình thức biểu diễn mang tính nghệ thuật cao. Hội thi tìm hiểu di sản văn hóa là dịp khuyến khích các em học sinh nghiên cứu, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa cũng như giá trị ý nghĩa di sản văn hóa, từ đó góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc về bản sắc và gìn giữ bảo vệ di sản văn hóa, gây dựng và lan tỏa hành vi ứng xử văn minh khi đến các di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội trường trung học cơ sở Tô Hạ, giải nhì cho trường trung học cơ sở Sơn Lâm, giải ba trường trung học cơ sở Sơn Bình và giải khuyến khích cho trường tiểu học và trung học cơ sở Thành Sơn. We'll be right back.